mời em vào lớp theo nội dung cho ôn tập của chúng ta trong cái giới hạn. Hôm nay thầy sẽ đi vào tập trung cái nội dung của luật cán bộ công chức 28 số 19. Ra cái phần này thầy cũng đã gửi đề cương và các cái nội dung các câu hỏi. Nên thầy muốn dạy bám sát theo đúng cái giới hạn ở trong cái vị trí thi của em trong luật cán bộ công chức 28 số 19. Chúng ta thấy trong các chương 1 cũng có cái điều 2, 3, 4, 5 và chương 2 trong các cái điều 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ở chương 9 ở trong các cái điều của 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Và trong luật sửa đổi thì những phần nội dung thầy sẽ chèn vào phần các cái dạng để chúng ta cùng nhớ, cùng làm. Thì là cũng đi bám sát ở đây với nội dung trong câu hỏi gắn theo đúng giới hạn em nhé. Trước đề cương Tại với luật trước thì thầy đã gửi lên rồi nhưng mà rút bám sát theo giới hạn tập của vị trí của em. Thì chúng ta thấy trong quy định trong giới hạn ấy, theo giới hạn chúng ta trong điều 2 chính là cái quy định về hoạt động công vụ của cán bộ công chức. Rồi điều 3 là về các nguyên tắc trong hành công vụ. Điều 4 về hiểu về chúng ta thấy về khái niệm cán bộ công chức, trong đó cán bộ công chức ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cũng như là cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn, phân biệt rất là rõ. Còn chúng ta thấy ở đây với nội dung trong cái phần quy định mà chúng ta thấy là rất là rõ trong cái phần về về phần các nguyên tắc trong cái quản lý cán bộ công chức đúng không ạ? Mà chúng ta thấy này thấy được rất là rõ đúng không ạ? Về các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức đúng không ạ? Và sử dụng đánh giá các nguyên tắc đấy, chúng ta thấy rất là rõ đây trong cái điều điều 2, 3, 4, 5 hay trong cái chương 1 là như vậy. Ta sẽ dạng câu hỏi hay nắm bắt phân tích hiểu. Ở trong chương 2 thì chúng ta rõ trong các điều 8, 9, 11, 12, 13 đúng không ạ? Thì điều 89 là gì? Ta thấy trong cái phần bộ họa có liên quan đến điều 8 là nghĩa vụ của cán bộ công chức với Đảng, nước và dân. Điều 9 là nghĩa vụ của cán bộ công chức hành công vụ, đúng không ạ? Còn chúng ta cũng thấy rất là rõ trong nội dung của điều 1, 11, 12 thì chúng ta thấy là về quyền. 8, 9 là gắn nghĩa vụ cơ bản của cán bộ công chức, đúng không ạ? Còn 11, 12, 13 gắn với các quyền của cán bộ công chức. 12, 11 là về thành công vụ, 12 là về tiền lương, chế độ liên quan tiền lương, 13 là về tổ chức về nghỉ ngơi. Chúng ta nắm cái khung để ta hiểu và sẽ dạng câu hỏi bám sát như vậy. Cũng như trong điều 14 là các quyền khác là công chức bao hàm 4 cái quyền. Thế còn về tiếp theo với giới hạn về 15, 16, 17 thì chúng ta thấy ở đây là gắn về phần đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức đúng không? Thì chúng ta thấy điều 5 đạo đức công chức và văn hóa giao tiếp công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân. Thế còn những nội dung khác trong việc các công chức làm quy định từ điều 16, 17, 10, quy định 7, 18, 19, 20 ấy, thì chúng ta thấy là 18, 19, 20 là liên quan những công chức làm đạo đức công vụ và 19 là những liên quan ban nhà nước và 20 là những việc khác. Thì ta định hình khung với cấu trúc như vậy. Thế còn với nội dung chương 9 mà chúng ta cùng trao đổi với nhau nắm bắt qua các cái dạng câu hỏi bám sát theo khung giới hạn thì chúng ta thấy với nội dung trong cái điều 76 là quy định về khen thưởng. Đấy, về khen thưởng các công chức thì nó chỉ một điều này thôi nhưng mà nó có luật thi đua khen thưởng rồi. Còn về phần nội dung tiếp với cái điều 78 chúng ta thấy ở đây trong cái phần quy định liên quan 78, 79, 80, 81, 82 thì chúng ta thấy là trước đó là điều 77 về miễn trách nhiệm các công chức, còn điều 78 hình thức kỷ luật cán bộ, 79 là cái thực kỷ luật đối với công chức, đúng không ạ? 80 là gắn đến thời hiệu thời hạn kỷ luật đó, thì chúng ta thấy vào 81 là liên quan đến nội dung về tạm đình chỉ các công chức, 82 là quy định khác quan công chức, thì chúng ta sẽ bao quát đan xen với nội dung những cái phần chính, thì chúng ta nhớ chính là luật là các công chức 2008, còn những nội dung trong 2019 là những nội dung sửa đổi thôi đó. Thì chúng ta đi vào cụ thể với từng phần trong chương 1 trước để chúng ta thấy bao quát trong điều 2, điều 3, điều 4, điều 5. Thì trong cái bộ đề cương trước thầy cũng đã gửi thì chúng ta thấy những cái dạng câu hỏi để chúng ta bao quát được cái phần dạng giới hạn này thì chúng ta thấy ví dụ như liên quan trong điều 4 để chúng ta thấy được liên quan về khái niệm cán bộ công chức rồi so sánh cán bộ công chức đúng không, so ví dụ linh hoạt thậm chí họ so sánh với viên chức đúng không. Chúng ta thấy ở đây thì chúng ta căn cứ ở đây khi mà chúng ta dẫn dắt thì bao giờ chúng ta cũng có phần nội dung về nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ công chức đúng không? Sau đó mới đi vào khái niệm đúng không? Mới vào so sánh thì chúng ta thấy bao giờ cũng khẳng định cán bộ công chức là đội ngũ làm việc trong các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, chính trị, tổ chức đúng không?
nguồn nhân lực rất là quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để thực thi các nhiệm vụ về công vụ. Đấy, là công vụ thì chúng ta thấy là gắn liên quan đến khái niệm đấy, mà chúng ta được làm rõ trong cái điều 2. Đấy là hoạt động công vụ đây chính là hoạt động thực hiện những cái nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức theo quy định của luật cán bộ công chức và quy định khác liên quan. Chúng ta luôn khẳng định đội cán bộ công chức là đội ngũ mà ra quan trọng làm việc trong các cơ quan nhà nước. Chúng ta luôn nhớ là trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, quan đảng, tổ chức chính trị xã hội thực hiện, thực thi đúng không? Các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động công vụ của mình. Đấy, thì chúng ta thấy từ đó thì chúng ta mới đưa ra khái niệm đúng không? Thì chúng ta thấy là theo quy định của luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019, ở đây mới có những phần sửa đổi. Ta thấy rất là biệt trong cái khoản 2 về khái niệm công chức sửa đổi rất là rõ, còn cán bộ thì vẫn giữ như cũ. Thì chúng ta thấy cán bộ công dân Việt Nam được bầu cử phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh nhiệm kỳ trong các cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, tỉnh, ở huyện, đúng không? Chúng ta nhớ ở đây họ phân ra là cán bộ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, còn cấp bộ cán bộ cấp xã lại riêng, tương tự với công chức cũng vậy. Đấy, họ có sự tách ra và chúng ta thấy là họ cán bộ trong biên chế và hưởng lương ngân sách nước này nó khá giống với công chức. Đấy là cái khái niệm thì trong cái tài liệu chúng ta thấy đã có rồi, chúng ta hiểu. Thì từ đó chúng ta phân biệt được với công chức. Công chức thì là công dân Việt Nam là cái giống chung được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngành, ngành cái sau này các em có gạch cán sự nhân viên của những người có trình độ trung cấp cao đẳng, thế còn chuyên viên là trình độ đại học, còn chuyên viên chính, chuyên viên cấp là những người được bổ nhiệm chức vụ chức danh và đủ thời gian công tác. Đấy, các ngạch từ cán sự nhân viên, chuyên viên chính đấy, chúng mới có cấp. Chức vụ là những người được bổ nhiệm các chức vụ quyền hạn trong cơ quan đơn vị, trong chức danh tương ứng trong vị trí việc làm trong cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, cấp tỉnh, cấp huyện. Đấy, chúng ta thấy sự tương đồng giữa cán bộ công chức thì chúng ta thấy họ được cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đúng không? Đấy. Và trong các đơn vị thuộc đơn vị quân đội, không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, trong các đơn vị thuộc công an mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phụ theo chế độ chuyên nghiệp, công an nhân dân. Đấy, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nước thì sự tương đồng ở đây giữa chúng ta thấy cán bộ và công chức. Thì đây chúng ta trong khái niệm vừa nêu được cán bộ công chức của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Thế còn với công chức cấp xã và cán bộ cấp xã thì họ đưa ra khái niệm khác trong khoản 3 điều 4 ấy, là cán bộ xã, phường, thị trấn và trung ương cấp xã đấy, đúng không? Là công dân Việt Nam được bầu cử giữ chức vụ trong nhiệm kỳ đúng không, theo nhiệm kỳ trong thường trực hội đồng dân mà có 8 chức danh liệt kê ở dưới đấy, trong thường trực hội đồng dân, ủy ban nhân dân, bí thư, phó bí thư ủy, những người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội, những mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, công đoàn đấy, đúng không? Đấy là khái niệm về về công chức, về cán bộ cấp xã. Nhưng còn với công chức cấp xã thì chúng ta thấy là công dân Việt Nam được tuyển dụng một chức danh, đấy nó chính là 7 chức danh trong trong quy định. Thực ra bây giờ với công an cấp xã thì bây giờ sĩ quan ở các huyện cử về rồi thì thực ra là chỉ còn 6 thôi. Ta thấy như công chức tư pháp hộ tịch, hay là công chức văn phòng, hay công chức địa chính đấy, đúng không? Công chức kế toán, đúng không? Công chức văn phòng. Đấy, thì chúng ta thấy danh chuyên môn mang tính chuyên môn nghiệp vụ thuộc ban dân cấp xã, xong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đó thì chúng ta thấy làm rõ trong các khái niệm này. Thì từ đó thì chúng ta thấy phải nêu được khi dẫn dắt như vậy thì chúng ta sau đó nêu về các khái niệm theo quy định của luật cán bộ công chức 2008/2009. Nó có cũng khác biệt ở đây là gì? Đặc biệt trong khái niệm công chức ấy, thì trước đây cũng có công chức mà làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, các đơn vị công lập hoặc là những người đứng đầu các bệnh viện, hay là đứng đầu các hiệu các cái trường học từ mầm non, tiểu học, trong cơ sở phổ thông, hay là đại học, hay là viện. Đấy, những người đứng đầu đấy thì được gọi là công chức, nhưng bây giờ những người đó được gọi là viên chức quản lý. Đấy là nó khác biệt một chút. Bây giờ không còn công chức trong đơn vị sự nghiệp, chính là những người đứng đầu các đơn vị lập đấy. Đấy, như thế là liệt kê các hiệu trưởng các trường, giám đốc các bệnh viện, đúng không? Thì chúng ta nhớ cái sự khác biệt trong luật sửa đổi 2019 này. Thì có dạng câu hỏi là thế để so sánh từ khái niệm như thế với cán bộ công chức thì chúng ta tìm thấy những cái giống nhau và khác nhau. Thì trong tài liệu ta nêu rất rõ rồi, cán bộ công chức chúng ta thấy giống nhau đầu tiên đều là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam đúng không? Rồi thứ hai là họ đều là liên quan, đều làm việc cùng một cái cơ quan, cùng một cái ta thấy là trong cơ quan đảng nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội đấy, đúng không, cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. À, thì chúng ta thấy họ đều làm trong các cái cơ quan đó, về về cơ quan là cũng giống nhau rồi, về ta thấy được đều là trong biên chế chứ không như đối với viên chức ấy, họ là giờ theo hợp đồng làm việc, có hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định hạn, hợp đồng xác định thời hạn là từ đủ 2 tháng đến 60 tháng, và hợp đồng không xác định hạn là không xác định về thời điểm đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Và chúng ta thấy là họ hưởng lương từ ngân sách nhà nước, từ tiền thuế mà người dân đóng,
chứ không phải như viên chức là họ hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự công lập, hay doanh nghiệp họ hưởng lương từ của doanh nghiệp. Đấy thì chúng ta thấy sự giống nhau ở đây, một là thấy là cán bộ công chức đều là gì, công dân Việt Nam có quốc tịch Việt Nam, thứ hai là họ cùng các làm việc ấy, về nơi làm việc là đều là trong các cơ quan đảng nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đúng không, rất là rõ. Rồi thứ ba là đều hưởng trong đều trong biên chế, và thứ tư là được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thế còn từ khác nhau là gì thì chúng ta thấy trong ngay khái niệm nó nêu bật rất là rõ. Với cái để trở thành cán bộ thì chúng ta thấy là họ thông qua cái việc bầu cử, phê chuẩn bầu cử bổ nhiệm chức vụ chức danh. Nếu thấy là những chức danh như bí thư chẳng hạn, nên thấy họ được bầu cử, nếu ví dụ là thấy rất là rõ bí thư xã, bí thư huyện này, đúng không, nên thấy họ được bầu cử, sau đó được cấp trên phê chuẩn bổ nhiệm với chức vụ đó, và theo nhiệm kỳ. Đấy, sự khác biệt rất rõ, nhiệm kỳ thường là 5 năm. Đấy, thì chúng ta thấy hay là đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng dân, chúng ta nêu ra được rất là rõ, đúng không. Thế còn với công chức thì trong khái niệm họ nêu sự khác biệt rất là rõ rồi, đúng không. Nếu các em để ý, để con thành trở thành công chức thì chúng ta thấy là họ được tuyển dụng, đúng không, tuyển dụng như các em bây giờ đang thi đấy, chúng ta tuyển dụng với hình thức là có thể là thi tuyển hoặc xét tuyển. Công chức thì đa số là thi tuyển, với vòng một thì chúng ta sẽ thi cái nội dung học kiến thức chung, đúng không, ngoại ngữ, tin học với địa phương thi trên giấy. Hay vòng hai có thể là thi viết hoặc là thi phỏng vấn, đấy, như chúng ta đang thi viết chẳng hạn. Đấy thì chúng ta thấy cách hình thường là công chức chúng ta thấy là qua thi tuyển là rất là rõ, đúng không, được tuyển dụng hoặc là bổ nhiệm vào ngành như thế, nên cái hàng loạt các ngành từ cán sự, nhân viên, chuyên viên chính, các chức vụ chức danh sau này chúng ta thấy qua thời gian công tác bổ nhiệm. Thế còn chúng ta thấy nữa khác nhau về gì, khác về tính chất rất là rõ. Cán bộ thì chúng ta thấy là làm trong cơ quan đảng, các tổ chức chính trị xã hội, đúng không, họ thường là gắn những hoạt động về chính trị, định hướng về tư tưởng đường lối. Đấy chúng ta thấy rất là rõ các chức danh mà chúng ta thấy được như bí thư hay chủ tịch, đấy chúng ta thấy rất là rõ làm trong cái cơ quan đơn vị. Đấy thì chúng ta thấy mang tính định hướng về chính trị, đúng không. Thế còn với công chức là những người hoạt động công vụ, thi hành nhiệm vụ, quyền vụ, quyền hạn. Đấy chúng ta thấy là công chức văn phòng, công chức thống kê, mang tính chuyên môn, công chức kê tài chính kế toán, nó công chức địa chính, thấy công chức của các cơ quan đơn vị cũng vậy, chúng ta thấy họ mang tính chuyên môn. Đấy thì nó gắn với hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ. Đấy thì họ với công chức thường với mang tính là tham mưu, đúng không, đấy, tham mưu các chính sách, các nội dung, các quy định từ soạn thảo văn bản từ đây để giúp cho các công việc trong cơ quan đơn vị hay là cho cán bộ. Đấy, và nó với công chức nó mang tính thường xuyên thì chúng ta thấy là nó nằm trong biên chế và chỉ có trường hợp ta bị kỷ luật thôi. Chứ còn đây cán bộ thì dụ là nhiệm kỳ này đại biểu quốc hội hay đồng dân được bầu thì mới thực hiện nhiệm vụ, chứ còn công chức thì chúng ta không vi phạm quy luật gì cả, thì chúng ta làm thường xuyên liên tục các công việc có một tính dài hạn, mà được phân công được giao. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ. Ở trên thì chúng ta đã đề cập với về nơi làm việc thì chúng ta thấy là cái chung, một cái chung là một chung về mang tính cố định là trong các cơ quan đảng nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. Nhưng mà nó, bên cái chung nó cái giống đó có sự khác trong nơi làm việc của công chức thì thường sẽ rộng hơn, bao quát nhiều hơn. Đấy, về về phạm vi ấy, ý về phạm vi thì nó sẽ rộng hơn so với cán bộ. Cán bộ thì thường trong con đảng, các tổ chức chính trị xã hội là chính. Đấy, chúng ta thấy còn công chức thì rộng, ngay số lượng của công chức nhiều hơn rất nhiều so với cán bộ. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Đấy, thì chúng ta hiểu qua câu hỏi so sánh và cũng trả lời cho nội dung trong điều 4. Đấy, chúng ta thấy là để trong nội dung. Và qua đó thì thầy cũng đã cho các em trong câu hỏi số 3 liên quan đến trường hợp mà Việt Nam cán bộ tư pháp phường đấy, thì với luật công chức hiện nay thì anh là cán bộ hay là công chức, thì thầy cũng đã trao đổi, chúng ta thấy khẳng định anh đấy là công chức, là một trong 7 chức danh theo luật công chức 2008, với 2019 hiện nay thì là một trong 6 cái chức danh trưởng công an xã hiện nay thì là liên quan sĩ quan chính quy đã được về đảm nhiệm chức vụ đó rồi. Đó thì chúng ta thấy các công chức họ là người được bầu, đúng không? Thì quên, công chức là người được tuyển dụng. Đấy, còn cán bộ là người được bầu. Anh là các chức danh cán bộ tư pháp của tỉnh thì chắc chắn là đây là chức danh công chức. Đấy, họ được tuyển dụng vào những chức danh chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan cấp xã, cơ quan văn xã phường thị trấn, đúng không? Và trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì chúng ta thấy cũng rất là rõ. Đây là tương tự như câu hỏi số 4 gắn với nội dung của trường hợp ông H là sĩ quan quân đội nằm về trong tổng cục A của Bộ Quốc phòng. Chúng ta thấy ông H có phải công chức không, thì chúng ta thấy nội dung bám sát trong khoản 2 của điều 4 là công chức ấy, thì thấy là căn cứ vào nơi làm việc, văn đảng, tổ chức chính trị xã hội hay trong đơn vị quân đội, công an và trong bộ máy, thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng khẳng định với cái đơn vị mà chúng ta thấy ông H, đúng không, là làm việc tại cụ thể tổng cục A, đúng không? Là đơn vị thuộc quân đội nhân dân, nhưng ông H là sĩ quan, chúng ta phải để ý là sĩ quan.
Thế còn trong quân đội thì cũng có chức danh là làm việc với vị trí vai trò chuyên môn nghiệp vụ là công chức. Chúng ta phải nhớ cái ý thôi, ông H là sĩ quan quân đội nhân dân. Đấy, thì chúng ta thấy ông là sĩ quan rồi, theo luật sĩ quan rồi, đúng không? Chứ không phải là theo luật công chức. Thì đây là khẳng định ông không phải là công chức. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây để khẳng định căn cứ vào. Vì công chức ta thấy được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch chức danh chức vụ trong cơ quan, đúng không? Thấy rất là rõ ở đây, đúng không ạ? Đấy, thì người như... và không phải là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đấy thì mới là công chức đấy, chúng ta cần thấy mang tính làm công việc chuyên môn nghiệp vụ. Còn với câu hỏi số 5 thì thầy đã đưa lên gắn với cái điều hai là trong giới hạn chúng ta về hoạt động công vụ và trên công vụ chúng ta tuân thủ nguyên tắc nào, nó bao quát để chúng ta trả lời tiếp trong cái điều 3 về các cái nguyên tắc trong thi hành công vụ trong điều 3 đấy. Đấy mà chúng ta thấy ở đây để trả lời thì để trả lời được thì chúng ta thấy thì câu này Khải đã làm luôn, em cần nắm bắt được trong quy định tôi thấy rồi, xác định đối tượng cán bộ công chức là những người làm việc mà thầy đã nêu đấy, làm việc trong các cơ quan đơn vị tổ chức đảng, các tổ chức quan đảng của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đúng không? Thực hiện các thực thi các nhiệm vụ quyền hạn đấy, khi nhắc tới nhiệm vụ hạn chính là trong hoạt động công vụ, đúng không? Thì theo quy định của luật điều 2 của luật công chức 2008 thì chúng ta thấy là hoạt động công vụ ở đây của các công chức là thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn của công chức theo quy định của luật này là chính là công chức 2008 sửa đổi 2019, đúng không? Và các quy định khác có liên quan đấy, thì liên quan các quy định về xử lý kỷ luật khen thưởng đấy. Và chúng ta hiểu về hoạt động công vụ như vậy, qua đó thì chúng ta thấy để làm rõ hơn trong cái khái niệm đấy, nhưng mà chúng ta hỏi là hoạt động công vụ là gì thì chúng ta nêu được khái niệm cho điều hai. Khi để chúng ta được phân tích ra để ta hiểu hơn và cái hệ thống điểm ở đây chúng ta thấy là hoạt động công vụ ở đây chính là hoạt động thi hành trên cơ sở pháp luật, đúng không ạ? Nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân, nói chung bao quát cả nhà nước, của xã hội và của công dân và các cơ quan tổ chức đơn vị. Thì chúng ta thấy chính là hoạt động đó, chúng ta thấy như là hoạt động mà nếu anh chị em thấy rất rõ, nếu mà chúng ta khi mà sinh kết hôn thì chúng ta thấy là chúng ta lên lên ủy ban xã đấy, chúng ta thấy các công chức tư pháp thực hiện các thủ tục rất rõ liên quan đến cái thủ tục đăng ký kết hôn đấy, hay là chúng ta sinh con thì khai sinh chẳng hạn đấy, để thể hiện rất là rõ cái vai trò của nhà nước trong quản lý trật tự xã hội liên quan về công dân, đúng không? Đấy, thì gắn cái chức năng của nhà nước rất là rõ về quyền lực nhà nước mà quản lý với công dân của mình đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ và cũng là lợi ích chính đáng của các tổ chức cá nhân khi mà chúng ta đăng ký các đó thủ tục đó thì trở thành những mang tính hợp pháp và phát sinh các cái quyền nghĩa vụ của hai người với nhau, của vợ hoặc chồng, chúng ta thấy rất là rõ. Và sau này liên quan đến khai sinh chẳng hạn đấy, liên quan con cái về cái quyền học tập của mình thì nó quyền lợi nó thể hiện cái chức năng của nhà nước hoặc là quyền lợi chính đáng của tổ chức và các cá nhân. Tổ chức tôi thấy các doanh nghiệp thành lập, tôi thấy xin giấy phép kinh doanh cũng vậy, nó cũng thể hiện cái điều đó, đúng không ạ? Và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người mà hay là các công chức trong hành công vụ phải thực hiện nhiệm vụ của mình, đúng không? Đấy. Và đương nhiên họ có quyền từ chối khi mà công dân không thực hiện đúng các quy định đấy, chúng ta thấy. Và với nhà nước cũng thấy rồi, với bộ máy đầy đủ, đúng không? Cơ sở vật chất, ta thấy mà người chuyên môn nghiệp vụ hoạt động và tổ chức rất là cao, họ tiến hành thường xuyên liên tục, đặc biệt công tác về an ninh quốc phòng chúng ta thấy rồi đấy. Theo trật tự theo quy định pháp luật trên cơ sở dụng quyền lực nhà nước đảm bảo bằng quyền lực với bộ máy đầy đủ từ trung ương đến địa phương, hay nhà tù quân đội công an tùy theo mức độ vi phạm chúng ta thấy rồi. Và hoạt động công vụ này thực hiện nhiệm vụ này do đội ngũ công vụ công chức thực hiện đấy, đúng không, thực hiện. Và chúng ta thấy rất là rõ ở đây nó công vụ nó hoạt động mang tính thường xuyên liên tục, chúng ta thấy là không bị giới hạn, đúng không ạ? Và rất là rõ để thực hiện các công việc ở các cái nhiệm vụ của mình với vai trò vị trí khác nhau đấy, như vị trí công chức của các ngành lĩnh vực chúng ta thấy thể hiện cái vai trò của mình và để thực hiện công nhiệm vụ công vụ đó, đúng không, để đảm bảo giống như mà về pháp lý, về chính trị, địa vị pháp lý của mình thì chúng ta thấy nhà nước trao cho ở đây ta thấy được quy định trong luật thì quyền động vụ đó là các công chức phải đúng không, phải tuân thủ các hoạt động nguyên tắc các quy định đúng không trong hoạt động công vụ. Thì chúng ta thấy trong điều 3 đấy, dẫn dắt tiếp liên quan về cái nguyên tắc trong thi hành công vụ thì công chức sẽ thực hiện những nguyên tắc nào đấy, bản chất chúng ta thấy thì cần dẫn dắt đây khi thi hành công vụ nguyên tắc các công chức phải cần tuân thủ các nguyên tắc như sau đấy, chúng ta thấy nó có 5 nguyên tắc rất là rõ đúng không, từ tuân thủ hiến pháp pháp luật bảo vệ lợi ích nhà nước hợp pháp tổ chức công dân công khai minh bạch đúng thẩm quyền sự kiểm tra giám sát rồi là tính hệ thống thống nhất liên tục thông suốt hiệu quả đảm bảo thứ bậc hành chính đấy, thì
chúng ta cần hiểu để phân tích qua các nguyên tắc này, là hiểu cần sao phải cán bộ công chức khi hoạt động công vụ cần tuân thủ nguyên tắc. Thì chúng ta thấy đầu tiên với vai trò cán bộ công chức trước khi trở thành những cái người gọi là công bộc của dân, thực hiện các công việc chung đấy, phụ dân, họ đều là công dân Việt Nam, họ đều phải có nghĩa vụ rất rõ tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Thì hiến pháp hiện nay chúng ta thấy hiến pháp năm 13 đúng không, và quy định pháp luật trong từng lĩnh vực, và đó họ phải thực hiện đúng rõ bổn phận là một công dân trước. Thì cái nguyên tắc thể hiện ở đây tuân thủ hiến pháp và pháp luật, với các công chức là người hiểu luật đúng không, tham mưu cái chính sách về luật thì càng phải tuân thủ các quy định hiến pháp và pháp luật, thì thực hiện rõ, đặc biệt khi áp dụng trong 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 hoạt động công vụ của mình. Thì chúng ta thấy là các công chức không được vi hiến, nghĩa là là vi phạm hiến pháp. Tôi thấy hiến pháp là cái đạo luật cơ bản cao nhất đúng không, thì với các công chức với ý thức bổn phận trách nhiệm như vậy thì chúng ta phải thực hiện tốt các nghĩa vụ về tuân thủ hiến pháp và pháp luật, làm gương làm mẫu ấy, đúng không, cho người dân đó. Thì chúng ta thấy là tại sao phải thực hiện nguyên tắc này đúng không, khi thực hiện công vụ là không được lạm quyền hay là vi hiến hay là vi phạm pháp luật và hiến pháp ấy, chúng ta thấy rất là rõ phải tuân thủ cái các quy định trong hiến pháp, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân đúng không ạ. Và với cái nguyên tắc thứ hai thì chúng ta thấy với nguyên tắc bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và hiến pháp của tổ chức công dân, thì với trách nhiệm chức trách của mình khi mà được được tuyển dụng vào hay là cán bộ là được bầu cử đấy vào các chức vụ chức danh thì các nhiệm vụ công vụ của mình, thì chúng ta thấy là cái yêu cầu đặt ra trong cái việc mà đề cao, chúng ta thấy cái vai trò thực hiện chức năng nhiệm vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình đấy, thì phải căn cứ vào hiến pháp và tuân thủ pháp luật đúng không, và các quy định hoạt động công vụ đó yêu cầu đặt ra qua quá trình thực hiện công vụ thì các công chức phải tuyệt đối tuân thủ hiến pháp và pháp luật, không có hành vi vi phạm để ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, của tổ chức và của công dân. Và mọi hành vi phạm pháp luật của công chức liên quan đến công vụ thì chúng ta thấy là phải bị xử lý nghiêm đúng không, và đặc biệt với các yếu tố mà lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến phần sau này chúng ta có phần là phòng chống tham nhũng ấy. Các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng là một chức quyền thì sẽ bị xử lý nặng hơn so với công dân, cho người dân. Thì chúng ta thấy là như tôi nói rồi, với các công chức là những người hiểu biết pháp luật, tham mưu chính sách pháp luật, thì chắc chắn là phải chúng ta thấy là khi mà có vi phạm pháp luật là phải xử lý nặng hơn, nó nhằm đảm bảo cho cái việc mà các công chức phải vô tư khách quan trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình, vô tư công tâm đấy, khi công vụ thể hiện rõ như cái lời Bác Hồ nói, là thấy cán bộ công chức là công bộc của nhân dân. Chúng ta trước đây đã dịch từ công bộc là thằng đầy tớ, nhưng theo nghĩ thầy nghĩ đây là công bộc chính là người phục vụ nhân dân, là người phục vụ thật sự đúng không ạ, và tận tâm. Thì ta thấy với nguyên tắc thứ nhất trong cái việc mà liên quan đến cái nội dung mà chúng ta thấy là tuân thủ yêu cầu đặt ra, các công chức là tuân thủ hiến pháp và pháp luật đúng không ạ. Thứ hai chúng ta thấy rồi, với vai trò của mình trong cái việc mà đại diện cho nhà nước thực hiện các quyền nghĩa vụ đúng không, thì phải bảo vệ công chức, bảo nguyên tắc hai bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền hợp pháp của tổ chức công dân đúng không. Công chức là những người trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình với vị trí được trao cho đúng không, trong hoạt động quản nhà nước về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Thì chúng ta thấy là chúng ta làm việc trong cơ quan nhà nước về lợi ích của nhà nước đúng không đấy, rồi không làm tổn hại các giá trị nhà nước, làm thất thoát tài sản hay lợi dụng. Chúng ta thấy như vừa rồi có cái vụ việc mà một chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ của Hà Tĩnh ấy, dùng xe công để vào sân bay đón con ra, cái việc người ta lạm dụng ngay đầu năm, rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta thấy sử dụng các tài sản công đấy, nó làm cho những việc vi phạm về về đạo đức công vụ đấy, và chúng ta sẽ học ở phần bộ đề phía sau. Thì chúng ta thấy rất là rõ đó là phải bảo vệ cái lợi ích của nhà nước đầu tiên đúng không ạ, từ tài sản đúng không, và từ các hoạt động khác về thông tin giữ gìn bí mật nhà nước đúng không, không được làm tổn hại đến nhà nước của quốc gia nữa đấy, những đặc biệt những vấn đề an ninh bí mật của quốc gia đúng không, thì và cũng như phải bảo vệ cái lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân đúng không. Chúng ta không lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để tham ô tham nhũng hoặc trục lợi hay gây khó dễ với người dân, ví dụ khi họ làm các thủ tục hành chính. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây trong cái việc thực hiện cái trách nhiệm của mình với cái nguyên tắc thứ hai là bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi pháp của tổ chức và công dân đúng không, chúng ta thấy rất rõ. Chúng ta thấy tiếp là liên quan nguyên tắc thứ ba mà các tổ chức tuân thủ trong thực hiện của mình là công khai minh bạch đúng thẩm quyền và sự kiểm tra giám sát. Thì nguyên tắc này đặt ra rất rõ yêu cầu đặt ra với các tổ chức, chúng ta thấy đặt ra giúp cho các tổ chức phải thực hiện theo đúng cái thẩm quyền của mình đúng không, chức năng không được lạm quyền ấy, chỉ trong phạm vi quyền hạn của mình thôi chứ không vượt quá đúng không, và mọi việc trong hoạt động của mình phải được công khai minh bạch. Công khai minh bạch thì chúng ta thấy bây giờ thì
rất là rõ qua các bản tin hoặc là trên website, các nội dung công việc, cái bản phân công công việc ra cho đúng cán bộ công chức, đúng không? Họ thực hiện trong các công việc của mình, không được trái, không vượt quá thẩm quyền. Đấy, mọi việc phải được công khai minh bạch và báo cáo công việc với cấp trên, đấy, đúng không? Và chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan thẩm quyền, thực hiện thanh tra trong nội bộ, kiểm tra nội bộ của thanh tra của các cơ quan bên ngoài, rồi thậm chí của nhân dân, chúng ta thấy, rồi báo chí, thì chúng ta thấy thì đây họ đang làm những công việc công một chung, chúng ta thấy nếu không chịu giám sát như vậy thì dẫn đến sự lạm quyền và các vi phạm pháp luật diễn ra. Đó thì chúng ta thấy trong nguyên tắc thứ ba nó thể hiện rất cao ở đây, trách nhiệm bổn phận của các công chức, đúng không? Khi làm việc phải công khai minh bạch, rõ ràng, công khai đây cả từ số điện thoại, đúng không, rất rõ mà người dân cần liên hệ giải giải quyết các cái thủ tục hành chính, đúng không, hay là minh bạch các quy trình thủ tục, đúng không, và là thủ tục đặc biệt thủ tục hành chính đấy, chúng ta thấy, rồi tránh cái việc gây khó dễ đấy, rồi đúng thẩm quyền trong phạm vi của mình là một chuyên viên thì mình trong phạm vi hướng dẫn thôi chứ không có thể quyền ký hay là, đúng không, phải trình lên cấp trên có thẩm quyền, đúng không, rồi hoạt động của mình của ông trước là được sự kiểm tra giám sát để tránh cái sự lạm quyền hay vi phạm hay hành vi nhũng nhiễu người dân. Thì chúng ta thấy nguyên tắc này nó yêu cầu giúp cho cán bộ công chức thực hiện liêm chính, phi công vô tư trong thực hiện công vụ của mình. Nguyên tắc thứ tư trong hoạt động công vụ của công chức là thấy là đảm bảo tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả. Thì nguyên tắc này là sao? Thì chúng ta thấy trong cơ quan nhà nước được tổ chức kết cấu chúng ta thấy rất thống nhất từ trung ương với địa phương, đúng không? Hệ thống rất là rõ, cơ quan thẩm quyền chung là từ chính phủ rồi ban các cấp tỉnh và xã rồi các cơ quan thẩm quyền riêng từ các bộ, cơ quan ngang bộ rồi xuống các địa phương, cơ quan chuyên môn, ban dân cấp tỉnh chính là sở phòng ban đấy. Thế còn với cấp huyện là chúng ta thấy rồi là các phòng, đúng không, còn các xã, cấp xã thì là với các công chức cấp xã, đúng không? Thì chúng ta thấy quản lý cái công tác mà trong hệ thống nhà nước ấy, ta thấy được tổ chức rất là chặt chẽ, thống nhất, đúng không, rất là cao, và các công chức phải có kế hoạch làm việc rất là cụ thể với chức trách nhiệm vụ được phân công của mình, đúng không, thực hiện tốt trong hoạt động nhiệm vụ đấy, và có sự phối hợp giữa các cái đồng nghiệp của mình trong các cơ quan trong đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chung, tránh chồng chéo đùn đẩy các công việc. Thì cái yêu cầu rất là rõ trong nguyên tắc này chúng ta thấy được là cái tính hệ thống thống nhất trong việc phân công công việc rồi trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và một phối hợp với đồng nghiệp của mình để giúp công việc đó được thông suốt hiệu quả, tránh cái việc mà đùn đẩy hay là tồn đọng giải quyết các công việc, ví dụ các cái đơn thư khiếu nại của người dân, đúng không? Thì chúng ta thấy hiểu ở nguyên tắc ở đây, chúng ta thấy nguyên tắc này cái sự phối hợp của các cá nhân cụ thể với cán bộ công chức hoặc là trong các cơ quan đơn vị với nhau để giải quyết kịp thời các công việc, các vướng mắc của người dân và giải quyết theo trình tự thủ tục từ cấp dưới lên cấp trên và sự chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới, đấy nó sự thông suốt, đúng không, để đảm bảo cái hiệu quả trong thành công vụ, nó giúp cho hoạt động công vụ được thực hiện là nhanh chóng kịp thời, đúng không, tránh chồng chéo lạm quyền hoặc là các cái hành vi mà thấy gây nhũng nhiễu với người dân. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây trong cái nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ năm là bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. Thì yêu cầu đặt ra với công chức là thấy rồi, thứ bậc hành chính này thì ra trong trong mô hình của Mark Weber, nó thấy rằng các cơ quan nhà nước nó có từ mô hình cái nón quyền lực đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ trong thực thi công vụ thì các công chức phải tuân thủ cái thực hiện chức năng bổn phận của mình, ta thấy phải đi làm thì chúng ta thấy trong công việc nó phải tuân thủ các công nhiệm vụ được giao của cấp trên giao, chúng ta thấy rất rõ phải đảm bảo về trật tự quản lý đấy, chúng ta thấy là cấp dưới thì tuân thủ các nhiệm vụ phân công của cấp trên đấy, và có trách nhiệm báo cáo với cấp trên thực hiện công vụ, còn cấp trên thì những người phải đánh giá kiểm tra các hoạt động công việc của cấp dưới của mình đấy, nó phải đảm bảo sự thống nhất thứ bậc hành chính trên dưới rất rõ ràng, chứ không thể mà chúng ta thấy là nó không có cái sự thống nhất hoặc là cái trình tự thủ tục đảm bảo trong hoạt động quản lý nhà nước được. Đấy, chúng ta thấy là nguyên tắc là cấp dưới và báo cáo trình lên cấp trên, và cấp trên thì chúng ta thấy sẽ kiểm tra đánh giá hoạt động công việc của hoạt động công vụ đấy của cán bộ công chức cấp dưới, và trên cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ với nhau giữa các cán bộ công chức trong đơn vị, rồi cho thấy nữa là để hướng tới là đạt hiệu quả trong công việc của cơ quan đơn vị, đấy, sự thống nhất. Thì qua đó thì chúng ta thấy được rất là rõ với câu hỏi này khi trong phần kết luận cấu trúc như thầy cái video hướng dẫn cho các em đấy, trong phần nội dung về hướng dẫn cách viết với nội dung ta thi vị trí công chức, thì chúng ta thấy phần trình bày phân tích ở trên thì bao giờ với phòng kết luận ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng cái phần kết luận là chính là cái phần mà chúng ta tổng kết lại những phần mà chúng ta phân tích ở trên, đúng không, phân tích về cái nguyên tắc
trong thi hành công vụ. Tại sao? Bản chất trả lời được tại sao là các công chức phải tuân thủ thực hiện các nguyên tắc công vụ đó thì chúng ta thấy rồi, ta phải nhắc lại đây, trên đây là những nội dung quy định về các nguyên tắc thực thi công vụ được quy định tại luật các công chức 2008 đúng không ạ, và sửa đổi 2019. Thì đây là những nguyên tắc rất là quan trọng, pháp lý rất quan trọng để giúp cho bản cái như thầy nói là cái phân tích trong cái phần nêu ý nghĩa của cái phần cái bài là yêu ý nghĩa nó, vậy cái nguyên tắc nó giúp cho các bộ chức thế nào đúng không, thì những nguyên tắc này là căn cứ pháp lý rất quan trọng để giúp cho các bộ chức đúng không chúng ta thực hiện đúng đúng không, nó phải thực hiện đúng đó. Các quy định, các nghĩa vụ ở cái nguyên tắc về đảm bảo thực thi công vụ cho được quy định trong luật công chức 2008 và các quy định có liên quan đó, thực hiện tốt cái trách nhiệm của cán bộ công chức đúng không, đó là thực thi công vụ hướng dẫn người dân có thấy là đảm bảo theo quy định về trật tự quản lý nhà nước đúng không, cũng như là cho thấy là tiến hành các công việc mà cấp trên giao hay là thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, đảm bảo cái thứ bậc hành chính trong hoạt động của các cơ quan đơn vị, giúp cho các hoạt động của cơ quan đơn vị phát huy vai trò vị trí chức năng nhiệm vụ của mình đúng không, đảm bảo trong cái việc thực hiện tốt nhất cái hoạt động công vụ được giao đúng không, mà sao sự đảm bảo theo thẩm quyền thực hiện, và thấy là có thứ bậc mà thể hiện vai trò rất là rõ ở đây với trách nhiệm của người dân. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ và có sự hài hòa trong cái việc giải quyết các công việc để đảm bảo với lợi ích của nhà nước, của tổ chức, của cá nhân. Đấy, chúng ta thấy nó bao quát rất là rõ khi chúng ta tổng kết lại cái phần cái phần cái bài đấy, thì nó bao hàm bao quát được phần ý mà chúng ta muốn phân tích trong cái phần nguyên tắc về thủ tục hành chính đúng không ạ? Ta chia sẻ như vậy. Tiếp theo chúng ta thấy phần câu hỏi về phân tích các nguyên tắc về quản lý các công chức mà chúng ta thấy chính là nằm trong cái điều 5, nằm trong giới hạn của chúng ta đó. Thì thầy đã chia sẻ chúng ta thấy rõ cái này, thì chúng ta cần đưa trước khi làm chúng ta nêu lại về cái khái niệm cán bộ công chức đúng không, thì chúng ta nêu nhớ thuộc trong cái điều 4 mà thầy đã phân tích ở trên rồi. Đấy, chúng ta thấy cán bộ cấp tỉnh trung ương, cấp tỉnh cấp huyện, rồi công chức cấp tỉnh cấp huyện, rồi cán bộ cấp xã, công chức cấp xã, chúng ta luôn thuộc lòng cái phần đó đúng không. Đấy, cán bộ là công dân Việt Nam bầu cử, bổ phê chuẩn bổ nhiệm đấy, thấy đang rồi. Công chức là công dân tuyển dụng bổ nhiệm ngành đúng không. Đấy, rồi cán bộ cấp xã, rồi công chức cấp xã thì thầy không nhắc thêm, thuộc trong cái điều 4 rồi. Đấy, đi vào cụ thể từ đó ta nêu được khái niệm như vậy thì chúng ta thấy là cần cái sự dẫn dắt nó phù hợp đúng không, thì cán bộ công chức là những người trong hoạt động công vụ cần tuân thủ các nguyên tắc đúng không, họ trong thực thi công vụ của mình, đồng thời thì trong hoạt động quản lý nhà nước đúng không, thì trách nhiệm của quản nước quản lý cán bộ công chức thì cũng cần đặt ra những nguyên tắc. Nguyên tắc đây chính là những cái tư tưởng ấy, những cái hệ thống ta thấy là quy định để giúp cho gì cán bộ công chức tuân thủ theo quy định của pháp luật đúng không, thì nó gồm ta thấy được quy định trong nguyên tắc về quản lý công chức có 5 nguyên tắc. Đấy, ta thấy phân tích từng nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc mà đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của nhà nước. Thì chúng ta thấy tại sao có nguyên tắc này được đặt ra rất là rõ với Việt Nam chúng ta, là bao giờ là nguyên tắc là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Thì ta từ hiểu từ điều đó thì chúng ta thấy với cơ chế Đảng của chúng ta thực hiện trước đây, từ trong quy định cơ chế Đảng lãnh đạo từ trong Hiến pháp năm 80, 92 và bây giờ 2013. Đấy, thì luôn khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo toàn diện mọi mặt trong hoạt động của xã hội đều phải đặt sự lãnh đạo của Đảng, và trong đó thì hoạt động cán bộ công chức cũng vậy thôi, phải tuân thủ theo các quy định sự lãnh đạo của Đảng. Và chúng ta thấy nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị nằm trong hệ thống chính trị, chúng ta thấy hệ thống chính trị gồm Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, thì chúng ta thấy là những cán bộ công chức là thành phần trong các cái cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thì phải tuân thủ cái sự lãnh đạo của Đảng đó, thì sự tuân thủ này, cái sự chấp hành là rất cần thiết, đảm bảo xuyên suốt trong hệ thống lãnh đạo Đảng đưa ra các đường lối, các chủ trương trong vận động quản nhà nước, ta thấy từ các chính sách về tiền lương, về tuyển dụng đấy, chúng ta thấy trên cơ sở đó thì nhà nước thể chế hóa thành các quy định pháp luật và yêu cầu đặt ra các công chức phải tuân thủ tuân theo đúng không, và đồng thời chúng ta thấy là đấy là sự lãnh đạo của Đảng rồi đúng không? Hai là chúng ta thấy là cái quản nhà nước, cán bộ công chức là phải tuân theo hệ thống bộ máy nhà nước đấy, ta thấy lập pháp, hành pháp và tư pháp. Lập pháp chính là Quốc hội ban hành các quy định pháp luật, hành pháp là chính là mà chính phủ, các bộ cơ quan, bộ ban cấp trong việc tổ chức thi hành pháp luật. Tư pháp chính là tòa án thực hiện chức năng xét xử, còn ngoài ra chúng ta thêm là viện kiểm sát là cơ quan giám sát động tư pháp, cơ quan công tố đấy. Thì cái sự quản lý rất là rõ ở đây, tuân thủ nếu trường hợp mà ở trên cơ sở các quy định pháp luật của Quốc hội ban hành, tuân thủ như luật các công chức 2018-19 chẳng hạn đúng không ạ, đấy là cơ quan lập pháp ban hành các quy định đó gắn với công chức thì tuân thủ theo luật đó.
Hai, từ đó thì chúng ta thấy cơ quan hành pháp là chính phủ, các bộ ngân bộ và các cấp thì tổ chức thi hành pháp luật đấy, thì liên quan các quy định về tuyển dụng, về khen thưởng, về kỷ luật, đúng không? Thì chúng ta thấy là các trên cơ sở quy định như vậy. Còn với các công chức mà khi có vi phạm về xử luật thì theo mức độ, nếu mà xử lý theo mức độ công chức, còn không vi phạm lớn chúng ta thấy về luật phòng chống tham nhũng chẳng hạn, các vi phạm về hình sự, lúc đó là tư pháp thực hiện chức năng xét xử các hành vi phạm ở đây rồi, qua vụ đại án liên quan đến giải cứu chuyến bay hoặc là vụ Việt Á đấy, thì các công chức vi phạm thì sẽ xử lý qua các cơ quan tòa án, thấy thể hiện rất là rõ cái hoạt động quản lý này. Nguyên tắc thứ hai cho hoạt động quản lý các công chức là chúng ta thấy là kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Thì tôi thấy hoạt động công vụ của công chức là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn mà nhà nước trao cho, thực hiện tốt các chức năng của nhà nước, và chức năng ta thấy thể hiện tính giai cấp và tính xã hội, thể hiện rất là rõ. Và mỗi chức danh, vị trí việc làm đấy, thấy liệt kê rất là rõ từng cơ quan đơn vị trong cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thì chúng ta thấy đều có những tiêu chuẩn đấy. Các em thông qua tuyển dụng chúng ta thấy hàng loạt các tiêu chuẩn về bằng cấp, về trình độ, về kinh nghiệm đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Và mỗi vị trí làm đều có những yêu cầu cụ thể về độ tuổi, chúng ta thấy đúng không, và yêu cầu thực hiện công việc. Thì để thực hiện các cái nhiệm vụ đó, mục tiêu đó, thì việc quản lý công chức là không chỉ thuần túy là dựa trên các tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm hoặc là chỉ tiêu biên chế, mà nhiều khi chúng ta thấy là ở đây có yêu cầu vị trí đặt ra là phải kết hợp đủ ba cái tiêu chuẩn nêu trên, để ta thấy là để có được một đội ngũ cán bộ công chức tốt về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng về yêu cầu vị trí công tác. Chúng ta thấy rất là rõ, và nguyên tắc này chúng ta thấy sẽ góp phần xóa bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho đấy. Chúng ta thấy rất là rõ với cái tại sao thế, vì chúng ta thấy khi mà tiêu chuẩn chức danh đặt ra với vị trí trưởng phòng yêu cầu về trình độ đại học là thạc sĩ chẳng hạn, vị trí việc làm đó nó thấy đảm bảo về kinh nghiệm công tác rồi các chỉ tiêu ở đó để thực hiện trong việc tuyển dụng, việc đánh giá bổ nhiệm hay thi tuyển chức danh, thì chúng ta thấy là với nguyên tắc này sẽ giúp cho có thể hoàn toàn cơ chế xin cho trong quản lý biên chế thực hiện hiệu quả đúng mục đích công khai công tác thi tuyển. Đấy, chúng ta thấy cái việc là thời gian vừa qua hàng loạt các công tác thi tuyển các công chức đã được tiến hành nghiêm minh hơn đấy, đúng không? Ta thấy là rất là nghiêm, đâu đó sàng lọc và lựa chọn những người có đức có tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, rồi đấy là thi đầu tuyển dụng công chức. Ngoài ra chúng ta thi lân ngạch đấy, nâng ngạch cán sự nhân viên lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp ấy, đúng không? Và đánh giá đây chính là đánh giá cán bộ công chức theo quy định hiện tại, thì theo nghị số 90 trong với chính phủ đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức với 4 mức xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Đấy, cho thấy tuyển dụng vào chúng ta phải đánh giá sử dụng họ, sử dụng bố trí công việc, rồi quy hoạch đào tạo và chức vụ chức danh, đấy, đào tạo bồi dưỡng các công chức về chuyên môn nghiệp vụ, về nghiệp vụ quản lý nhà nước, bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, đúng không? Và xác định biên chế ở đây thực hiện trên cơ sở là khoa học đấy, căn cứ số lượng công việc hiện tại của từng vị trí chức danh trong cơ quan đơn vị, đúng không, chứ không phải chỉ nhựa vào nhu cầu hay là của những người đứng đầu đấy, sẽ gắn những phát sinh mà chúng ta thấy cái chỉ tiêu tuyển dụng phình vào biên chế mà chúng ta thực hiện qua vừa qua cái liên quan về cái việc mà tinh giản biên chế đấy, đúng không? Đấy, thì cái việc xác biên chế nó sẽ thực hiện trên cơ sở học, đúng không, không chỉ dựa vào nhu cầu công việc nhiệm vụ cơ quan, mà nó phải căn cứ vào tiêu chuẩn vị trí việc làm nó phù hợp để sắp xếp công việc được giao. Và các cơ quan thẩm quyền thì chúng ta thấy quản lý công chức để căn cứ kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế để xây dựng quản lý nó phù hợp, đúng không, từng vị trí nhiệm vụ công việc được giao, tránh những nơi này thừa nơi này thiếu. Đấy, thì cái nguyên tắc này nó thể hiện rất là rõ, em thấy đúng không, trong hoạt động quản lý cán bộ công chức nó sẽ giúp cho hiệu quả hơn. Nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công phân cấp rõ ràng. Thì nguyên tắc này nó thể hiện rất rõ trong giai đoạn hiện nay. Cái việc hoạt động quản lý công chức ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc mà thực hiện các công việc của mình xuất phát từ cái yêu cầu thực tế quản lý nhà nước, các lĩnh vực về đời sống xã hội, thì đặt ra chúng ta thấy là trong hoạt động quản lý thì chúng ta thấy phải có quyền lực, đúng không? Đấy, chứ không có nói miệng, nói không, nói vo mà người ta có thể cấp dưới nghe theo được. Thì chúng ta thấy là cái quản lý này cần sự tập trung quyền lực trong hoạt động của cơ quan tổ chức hay trong phạm vi xã hội hay là quốc gia, thì nó xuất phát rất rõ trong cái bản chất giai cấp của nhà nước ta, nước của dân, do dân và vì dân. Thì quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân, thì nhân dân giao cho, đúng không, là những người đại diện trong các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ của mình đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây, với vai trò của mình là người đại diện dân, thì công chức và nguyên tắc ở đây phải tập trung quyền lực của mình, dùng quyền lực đó để phục vụ hoạt động với dân, nhưng đồng thời chúng ta thấy là không được lạm quyền, mà ta thấy có những hành vi vi phạm pháp luật.
thì tất cả những cái việc đều được bàn bạc dân chủ tập trung, nghĩa là dân chủ đây chính là sự bàn bạc hỏi ý kiến thăm dò. Nên đấy tại sao bây giờ các văn bản pháp luật chúng ta đều có những cái bản dự thảo để hỏi các ý kiến, đúng không? Trong đó ý kiến của các cơ quan tổ chức, của cán bộ công chức, của người dân. Thì bên cạnh là ý thứ nhất là tập trung quyền lực giao cho đại diện để thực hiện các công việc, thì bên cạnh đó để thực hiện tốt các công việc thể hiện vai trò là nhân dân là chủ đất nước thì chúng ta cần hỏi ý kiến, đúng không? Nghĩa là tham mưu, nghĩa là tham tham trong việc xây dựng về các cái nội dung trong hoạt động của nhà nước. Thì các công chức là những người thực hiện công vụ, đúng không? Hoạt động quyền lực của mình có thể trực tiếp gián tiếp thực hiện các quyền lực đó với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, với lợi ích chung thì họ, vì nhà nước, của xã hội, của chính đáng, của tổ chức cá nhân. Như vậy thì chúng ta thấy là họ phải phục vụ một cách vô tư vụ lợi, không vì lợi ích riêng cá nhân, đấy, đúng không? Nó phải vì trách nhiệm của tập thể, đấy, vì cái chung là lợi ích, bảo vệ lợi ích nhà nước, của xã hội, đồng thời cũng lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân. Thì cái việc mà thực hiện tốt nhiệm vụ này thì sự kết hợp hài hòa rồi trong đưa vực đưa ra các quyết định tập thể và trách nhiệm cá nhân. Các quyết định nó mà thể hiện tự tập trung sự tập thể ở đây, nhưng mà cái vai trò trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, đúng không? Thì chúng ta thấy cái phần về chế độ trách nhiệm cá nhân, phân công phân cấp rõ ràng, điều đó rất là rõ giữa tập thể và cá nhân, tránh cái sự chồng chéo. Khi mà chúng ta thấy là khi mà vi phạm thì chúng ta đổ lỗi cho tập thể, còn khi mà làm tốt thì lại đổ nó là cá nhân để nhận vào đó. Thì cái việc chế độ trách nhiệm giữa cá nhân, vai trò đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong cơ quan tổ chức, về cái chịu trách nhiệm đó, và phân công phân cấp rõ ràng cho cấp dưới để thực hiện, tránh sự đùn đẩy né tránh trong công việc, thì cái sự phù hợp này rất là quan trọng đấy, trong cái việc phân công trong quản lý cán bộ công chức đấy, tránh cái việc đùn đẩy né tránh là thực hiện nhiệm vụ công vụ. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây trong cái nội dung mà chúng ta thấy được thể hiện, đúng không? Và như vậy thì chúng ta thấy là cái vai trò chức trách nhiệm vụ của công chức như vậy, thì khi mà quản lý chúng ta thấy rồi mọi vấn đề chủ trương chính sách đấy, chúng ta thấy là cần có sự xem xét kỹ càng đấy, chúng ta thấy là sự phân công trên cơ sở mà mọi vấn đề đều được bàn bạc theo tính dân chủ đấy, mà trên cơ sở thực hiện sự tập trung với vai trò những người đứng đầu và cơ chế chịu trách nhiệm của những người đứng đầu đó. Đấy, công việc phải được phân công cụ thể rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo quá nhiều người cùng làm một công việc, hoặc là không có người nào làm một công việc đó, thì mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện về nhiệm vụ được giao của mình. Thì chúng ta thấy rõ trong cái nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc thực hiện tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân, phân công phân cấp rõ ràng. Cái nguyên tắc thứ tư mà đã được sửa đổi trong nội dung của luật cán bộ công chức sửa đổi 19 ấy, là chúng ta thấy họ có phần đưa ra là việc sử dụng đánh giá xếp loại chất lượng. Trước đây là từ là phân loại đánh giá xếp loại chất lượng, đây chính là bốn mức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Thì việc đánh giá sử dụng đánh giá xếp loại chất lượng các công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thi hành nhiệm vụ. Thì trong hoạt động quản lý công chức cái điều này rất là quan trọng, đúng không? Thì chúng ta thấy là về đánh giá đó là thuộc về những người đứng đầu, những người có quyền mà đấy, mà họ hay bị cảm tính khách quan. Nếu nguyên tắc quản lý công chức này mà không được đưa ra đấy, thấy thì nó sẽ bị lạm quyền cái việc đó. Thì trong quy định này ấy, thì chúng ta thấy là việc sử dụng đánh giá xếp loại chất lượng các công chức đấy, thì chúng ta phải dựa trên về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thi hành nhiệm vụ rất là quan trọng. Phẩm chất chính trị là gì? Phẩm chất chính trị là những người mà có tư tưởng, có lập trường rất là rõ ràng và kiên định, và ở đây cụ thể là với Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Ta thấy rất là rõ, và đường lối chính trị của Đảng, không có hoạt động tuyên truyền chống phá các chính sách của Đảng và nhà nước, đúng không? Phẩm chất chính trị ở đây là cái tư tưởng lập trường kiên định, đấy, tin theo không bị nung lay bởi các thế lực thù địch, đúng không? Phẩm chất chính trị trong sáng, đúng không? Và cách mạng. Và chúng ta thấy là cái đạo đức cách mạng ở đây là phục người dân, ta thấy là làm nhiệm vụ tối thượng, đúng không? Ta thấy vô vị lợi, không lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để vi phạm pháp luật. Rồi nữa là đánh giá xếp loại chất lượng, nó phải trên cơ sở thực thi công vụ của mỗi người, năng lực, trình độ, thái độ làm việc. Thì cái yêu cầu đặt ra trong quản lý đó giúp cho những người mà ta thấy những đầu cơ quan đơn vị đánh giá, những người gọi bị thủ trưởng đấy, đánh giá, thì chúng ta thấy phải căn cứ, có căn cứ xếp loại để trong một năm qua để họ xếp loại cán bộ công chức này là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt, hoàn thành hoặc không hoàn thành, thì nó phải có căn cứ, đúng không? Là cái này nó quy định rất chi tiết trong nghị định số 90 năm 2020 chính phủ về các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng thực thi đấy, các tiêu chí đó, thì nó vừa đánh giá yêu cầu đặt ra với người đứng đầu, nó phải đánh giá khách quan, đúng không? Trong các quản lý tránh thiên vị, sự yêu ghét ở đây, đúng không? Thì đánh giá xếp loại chất lượng công chức đó phải dựa trên những cái căn cứ, những tiêu chí rõ ràng quy định trong nghị định số 90, chứ không theo
đánh giá theo sự chủ quan hay là mối quan hệ cá nhân yếu ghét như thầy nói đấy, đúng không? Vẫn cứ cụ thể về phẩm chất, đường lối chính trị, đúng không? Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức ấy, rồi năng lực thực thi công việc của từng cá nhân đó để đánh giá. Và khi đó ba cái tiêu chuẩn này để được cân nhắc xem xét rất là cụ thể, rất là hợp lý, sau đó đưa ra cái kết luận cuối cùng ấy, để xếp loại họ là xuất sắc, là hoàn thành tốt, hoàn thành hoặc không hoàn thành, cũng như là bố trí sắp xếp công việc nó phù hợp, rồi các cái chế độ về chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, các chính sách khác phúc lợi xã hội đối với các công chức, và sắp xếp công việc để bố trí ý chí hay là sắp xếp là về hay là như bổ nhiệm chức vụ chức danh với những người thực hiện trong công việc của mình, thì chúng ta thấy thể hiện rất rõ là trong nguyên tắc thứ tư thì yêu cầu nguyên tắc này nó thể hiện rất rõ vai trò của những người đứng đầu cơ quan đơn vị công tâm khách quan và đánh giá và trên cơ sở tiêu chí là phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi công vụ. Nguyên tắc thứ năm trong nguyên tắc quản lý công chức là nguyên tắc thực hiện bình đẳng giới, thì chúng ta thấy một nguyên tắc này đặt ra rất là rõ, đúng không ạ? Tại sao lại có cái nguyên tắc bình đẳng giới? Nó được quy định trong hiến pháp 2013, một nguyên tắc hiến định, nó thể hiện rất là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà chúng ta thấy là trong hoạt động, đặc biệt trong hoạt động quản lý nhà nước, thì cái bình đẳng giới đặt ra yêu cầu nó thể hiện là rất là rõ, là cho thấy sự trao quyền ai cũng được tham gia trong hoạt động quản lý nhà nước, không có sự phân biệt giữa nam và nữ trong hoạt động quản lý nhà nước, đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta thấy trong bộ máy hiện nay của chúng ta, nhà nước chúng ta là rất là có cái cơ chế rất là rõ ràng trong cái việc mà tạo điều kiện, đúng nghĩa là tạo điều kiện những nữ giới tham gia trong hoạt động quản lý nước. Và hiện nay chúng ta thấy các chức danh lớn nhất là chức vụ chức danh như thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương là đồng chí Trương Thị Mai cũng là nữ giới, đúng không? Trước đây đồng chí là chủ tịch quốc hội cũng là nữ giới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, chưa nói các bộ trưởng bộ y tế cũng là nữ giới, và nhiều bí thư các tỉnh ủy cũng là nữ giới, rồi đại biểu quốc hội là nữ giới rất nhiều. Thì qua nguyên tắc này tại sao đặt ra trong về bình đẳng giới, đầu tiên nó xuất phát từ cái hiến định trong hiến pháp mọi công dân đều có quyền bình đẳng trong hoạt động quản lý nhà nước, và chúng ta thấy là mọi công dân không phân biệt về nam nữ, đúng không? Đều thực hiện các chức năng, các nhiệm vụ quyền hạn của mình trong hoạt động quản lý nhà nước, đúng không? Khi mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phẩm chất về chính trị, đạo đức, về năng lực thi công vụ, thì chúng ta thấy là cái yêu cầu đặt ra đó, thì chúng ta thấy là thực hiện bình đẳng giới này sẽ giúp cho công tác quản lý cán bộ công chức sẽ được hiệu quả hài hòa trong việc sắp xếp, đánh giá, tuyển dụng, sử dụng, đúng không? Đối với đội ngũ cán bộ công chức. Đấy, thì cái sự yêu cầu đặt ra sự công bằng trong hoạt động về quản lý cán bộ công chức. Thế nhắc lại, quản lý công chức chính là liên quan hoạt động tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm. Đấy, cho thấy thì không có sự phân biệt giữa nam và nữ, đều có quyền như nhau, đúng không? Và đồng thời với đất nước chúng ta thì chúng ta thấy một cái điều mà thầy nhắc vừa qua, đó là luôn có những chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho nữ giới tham gia thực hiện các công việc của nhà nước. Đấy, tạo điều kiện để cho họ thể hiện tốt cái vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, năng lực của mình, phát huy trí tuệ, thực hiện tốt trong việc là nhiệm vụ được giao. Thì đánh giá chung cho thấy đội ngũ công chức hiện nay của chúng ta nữ giới là chiếm khá lớn, với tỷ lệ từ dao động từ các cơ quan đơn vị từ 35 đến 40%. Có từng cơ quan đơn vị thì có thể là sẽ cao hơn các đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chẳng hạn, thì có thể là tỷ lệ cao hơn rồi. Đó thì chúng ta thấy, nhưng mà chung cho thấy một trong những quốc gia là chúng ta thấy có nhiều nữ lãnh đạo và hay là tham gia vào trong hoạt động quản lý nhà nước, thì chúng ta thấy thể hiện rất là rõ trong cái nguyên tắc này. Đặt ra như vậy thì chúng ta thấy các cơ quan tổ chức thực thi bám sát vào đó trong cái việc sử dụng nhân lực là nữ giới và thấy trong hoạt động quản lý nhà nước của mình. Thì chúng ta qua đó thì chúng ta thấy là với nguyên tắc quản lý các công chức quy định điều 5 mà năm giới hạn chúng ta thấy rồi, đúng không ạ? Thì đánh giá và khẳng định lại trên đây là những nội dung quy định về nguyên tắc quản lý các công chức, đúng không? Được quy định tại luật công chức 2008 sửa đổi 2019. Đây luôn khẳng định đó là nguyên tắc pháp lý rất quan trọng để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào đó để quản lý hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức của mình, giúp tuân thủ các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đúng không? Các quy định pháp luật nhà nước, rồi trong cơ sở sử dụng đánh giá về bổ nhiệm tuyển dụng đấy, trên cơ sở các tiêu chuẩn chức danh, đúng không? Rồi liên quan đánh giá về trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức và thực hiện cái quyền lực của mình, đúng không? Trong cái việc mà thực hiện các hoạt động công vụ, đúng không? Thể hiện vai trò trách nhiệm của những người đầu phân công phân cấp các công việc, cũng như sử dụng đánh giá liên quan đến cái tôn trọng trong việc cái quyền mà thực hiện bình đẳng giới đấy, trong hoạt động quản nhà nước không phân biệt nam nữ, đúng không? Để giúp cho bộ máy nhà nước chúng ta, đặc biệt là trong hoạt động quản lý và công chức, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, lại thể hiện vai trò đúng nhà nước của dân, do dân và vì dân, và những người mà cán bộ trước ấy, làm việc trong cơ quan bộ máy này thể hiện đúng chức trách bổn phận mà được giao. Đấy thì chúng ta thấy rất là rõ để phân tích kỹ trong các quản lý mà nằm trong giới hạn.
thầy vừa đề cập với các em. Tiếp theo trong chương 2 mà chúng ta có cái điều mà để nó bản chất ở đây nó là những phần mà các em thấy bao quát. Cái điều 8, điều 9 chính là gắn nghĩa vụ của cán bộ công chức. Cái điều 11, 12, 13, 14 bản chất là gắn quyền của cán bộ công chức, đúng không? Còn điều 15, 16, với điều 15, 16, 17 là gắn với đạo đức công vụ, rồi văn hóa giao tiếp, rồi văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức với nhân dân, đúng không? Rồi 18, 19, 20 là những việc cán bộ công chức không được làm. Thì ra trong bộ đề trước thì thầy nêu qua đưa cho các em thấy được, thì chúng ta thấy ở đây cũng nêu ra trong cái giới hạn mà chúng ta thấy bao quát với phần nội dung nghĩa vụ với đảng, cả sức với đảng, nhà nước, với nhân dân, cũng như là nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thành công vụ. Thì chúng ta thấy rồi, bao giờ với làm câu hỏi này ấy, thì bao giờ chúng ta cũng cần nêu được cái từ khái niệm của cán bộ công chức trong điều 4 này chúng ta thuộc lòng được. Đấy, cán bộ công chức, cán bộ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đúng không? Rồi công chức cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, mà riêng với công chức cấp xã thì chúng ta nêu được, khi nêu xong được khái niệm đó và luôn khẳng định cán bộ công chức là những người làm việc trong cơ quan nhà nước, quân đảng, tổ chức chính trị xã hội thực hiện. Ta thấy là bên cạnh được hưởng những cái quyền của mình ấy, đúng không? Họ được hưởng những quyền, nhưng bên đấy ta thấy là sẽ quyền trong thi hành hành công vụ, hay là về tiền lương và các quyền khác, thì họ phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Trong đó đấy, dẫn dắt vào đây cụ thể nghĩa vụ của công chức với đảng, nhà nước, với nhân dân, và nghĩa vụ trong thi hành công vụ, đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ nêu trong cụ thể với cái điều 8 mà các em thấy là đầu tiên là nghĩa vụ của công chức với đảng, nhà nước, với nhân dân. Thì nguyên tắc đầu nguyên cái nghĩa vụ đầu tiên là trung thành với đảng, cộng sản Việt Nam, đúng không? Nhà nước cộng hòa xã hội Việt Nam, bảo vệ danh dự tổ quốc và lấy quốc gia. Thì với mỗi chúng ta thấy luôn khẳng định ở đây cán bộ công chức là đầu tiên ngay trong cái tuyển dụng liên quan cái điều 4, chúng ta thấy đầu là cán bộ công chức là đều chung được điểm chung là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, và cái bổn phận rất rõ họ là một công dân thì họ thực hiện các nhiệm cái nghĩa vụ của mình, đúng không, với nhà nước, và tuân thủ các đường lối chủ trương chính sách của đảng mà chúng ta cũng nêu ở trên đấy, với hoặc quy định của pháp luật nhà nước, thể hiện rất là rõ với vai trò khi mình là cán bộ công chức thì cán bộ công chức đó phải trung thành tuyệt đối các đường lối chính sách của đảng, các quy định của pháp luật nhà nước, rồi bảo vệ tổ quốc, lợi ích quốc gia. Thì chúng ta thấy là nghĩa vụ trung thành này nó khẳng định cái vai trò trách nhiệm của mỗi công chức là một công dân, đúng không, trong việc thực hiện các trách nhiệm, các nghĩa vụ của mình đối với nhà nước, đúng không, và với bổn phận, với tổ quốc, với quốc gia, không làm ảnh hưởng tới ở đây liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, rồi cho thấy là xuyên tạc các đường lối chủ trương chính sách của đảng, hay là các vi phạm pháp luật của nhà nước. Đấy, thì thấy là rất là rõ với vai trò trách nhiệm bổn phận của một công dân, đồng thời là một công chức. Thứ hai thì chúng ta thấy về nghĩa vụ về tôn trọng, đúng không, cái nguyên tắc về nghĩa vụ về tôn trọng dân, tận tụy dân, thì nhân dân là người chủ đất nước, mà ta nhắc rất nhận rất rõ bản chất của nhân nước ta, nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lợi đều hướng tới người dân. Thì cán bộ công chức là công bộc công dân, là người phục vụ dân, là những người thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của nhà nước, đúng không, thực hiện trong hoạt động công vụ đấy, thì họ phải nhằm mục đích tất cả hoạt động của họ hướng tới mục đích là gì, phục vụ dân đấy, đúng không, phải tôn trọng ở nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện, phải hướng dẫn nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục về hành chính, hay là các nắm bắt các đường lối quy định của pháp luật hiện hành. Đấy, chúng ta thấy là phải tôn trọng đấy, đúng không, phải khi mà thấy là tiếp, đặc biệt là trong việc ngoài ra trực tiếp trong việc tiếp xúc người dân, hoặc là lắng nghe ý kiến, hoặc là tiếp là trong cái việc là bộ phận một cửa đấy, là tiếp xúc các đơn thư khiếu nại chẳng hạn đấy, thì chúng ta thấy là việc này nó rất là rõ việc tôn trọng nhân dân, vì nhân dân là người chủ đất nước, mà nhân dân đúng nghĩa ra thì chúng ta thấy là những người trả lương cho các công chức vì họ đóng thuế mà, đấy ta hiểu từ khái niệm đấy, đúng không ạ, và tận phục dân một cách tận tâm vô vị lợi, chứ không phải vì mà chúng ta phải qua những hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn là bôi trơn đấy. Chúng ta thấy tận tụy này thể hiện trách nhiệm của cán bộ công chức. Tiếp theo thì chúng ta thấy về nghĩa vụ thứ ba, đó là nghĩa vụ mà chúng thấy liên hệ chặt chẽ với dân, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân. Thì với thực hiện nhiệm vụ các công việc của mình thì cán bộ công chức không thể rời xa nhân dân, vì họ là những người trực tiếp giải quyết, đúng không, tiếp xúc với người dân, thì họ phải là người gần dân, hiểu dân, đúng không ạ, nhà thực hiện các công việc của mình được giao vì lợi ích của nhà nước, của xã hội, của tổ chức, quyền lợi, của quyền và lợi ích chính đáng của công dân, của tổ chức cá nhân. Như vậy thì họ phải liên hệ chặt chẽ với dân, nắm bắt được. Thì cái này công tác chúng ta thấy thực tế đấy, nếu các em xem các cái vụ án về về hình sự đấy, chúng ta thấy bao giờ
đề cao vai trò người dân, là những người mà chúng ta thấy luôn cung cấp thông tin cho đội ngũ điều tra đấy. Thì ta thấy khi mà liên hệ chặt chẽ với dân trong giải quyết công việc sẽ được nhanh chóng, đúng không? Vì khi chúng ta hiểu dân, gần dân thì dân sẽ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công chức lắng nghe họ, đúng không? Là sao hài hòa những lợi ích của nhà nước, của nhân dân và các tổ chức, đúng không? Thì chúng ta nếu mà chúng ta xa rời nhân dân thì chúng ta thấy nó có một cái biểu hiện về quan liêu hách dịch, vi phạm các quy định, nghĩa vụ trách nhiệm của một cán bộ công chức là người phục vụ nhân dân, thì sẽ sinh ra cái quan liêu hách dịch cửa quyền, vi phạm pháp luật. Thì cái việc lắng nghe, đúng không, ý kiến nhân dân để thực hiện công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đó, và chịu sự giám sát nhân dân, vì họ là những cái người mà chúng ta thấy trao quyền cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện và phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đúng không ạ? Nghĩa vụ tiếp theo là chúng ta thấy đó, trong thành công trong nghĩa vụ của chức với đảng nhân dân, đó là chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước. Thì nguyên tắc này chúng ta cái nghĩa vụ này nó thể hiện rõ với vai trò của cán bộ công chức, đúng không, là những người mà được phân công các nhiệm vụ thực hiện công vụ, thì họ không được đứng trên hẳn đứng ngoài pháp luật, đúng không, mà họ phải là chính là những người phải chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối chủ trương. Đấy, từ khi chúng ta bổn phận là công dân và nơi cư trú, đã thấy từ cái việc thực hiện đời sống văn hóa khu dân cư, hay là liên quan các nghĩa vụ về sinh đẻ kế hoạch, hay là các nghĩa vụ về đóng thuế chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉnh từ gương mẫu là những người thực hiện từ trong cái đời sống của chúng ta, và ngay trong hoạt động công vụ cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng ta không phải chúng ta biết luật mà chúng ta lách luật, chúng ta vi phạm pháp luật được để chấp hành đường lối chủ trương phẩm nhà nước. Đó là cái tiền đề rất là quan trọng để giúp cho công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công vụ của mình, để hướng dẫn người dân, đúng không, thực hiện tốt các công việc mà theo chức trách nhiệm vụ được giao. Thì nó thấy là thể hiện rất là rõ với nghĩa vụ của các công chức với đảng, nhà nước và nhân dân. Nghĩa vụ thứ hai mà chúng ta thấy được quy định trong điều 9, đó là nghĩa vụ của các công chức thực hành công vụ. Thì chúng ta được hiểu phân tích ở đây rất là rõ, khi mà chúng ta thấy với mỗi người mà điều kiện mà thầy đã phân tích ở câu hỏi trên ấy, để trở thành cán bộ công chức, đúng không, thì chúng ta thấy họ có những cái địa vị pháp lý rất rõ, quan trọng mới yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn, đúng không, thì chúng ta thấy họ bên cạnh đó thì chúng ta thấy khi họ trở thành công chức họ được hưởng những cái quyền của mình đấy, quyền thực thi trong thi hành đạo đức công trong thành công vụ, là về tiền lương các quyền khác, thì họ phải thực hiện các bên cạnh cái quyền đó thì họ phải thực hiện các nghĩa vụ của mình, đúng không, đấy, trong thực thi công vụ. Mà thực thi công vụ thì nhắc lại là chính là thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình, và nếu mà họ không thực hiện, đúng không, không thực hiện thì họ chính là vi phạm các quy định trong hoạt động công vụ đó, thì sẽ có những chế tài để xử lý vi phạm pháp luật đấy. Với trong nội bộ đã thấy rồi, với công chức theo luật công chức là liên quan nghị định 12 của chính phủ về xử lý kỷ luật công chức, hình thức như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc đấy. Thì đấy với những chế tài quy định rất rõ, thì những nghĩa vụ đầu tiên trong theo công vụ công chức đó là thực hiện đúng đầy đủ trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Thì chúng ta thấy nghĩa vụ này đòi hỏi với các công chức, đúng không, là phải có trách nhiệm rất rõ với nhà nước, đúng không, theo quy định họ phải trở thành các công chức ấy, thì họ phải thực hiện đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ với yêu cầu đặt ra, họ không được vượt quyền, trái thẩm quyền, làm những công việc vi phạm mà vượt phạm vi được giao, và họ phải lưng thành trách nhiệm rất rõ trong thành công vụ, đúng không? Theo quy định pháp luật buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó. Thì yêu cầu đặt ra với những nghĩa vụ này để các công chức thực hiện đúng, đúng không, đầy đủ và hoàn và toàn chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được giao đấy, trước ta thấy cơ quan tổ chức đơn vị hay là trước người dân. Nguyên tắc cái nghĩa vụ thứ hai mà chúng ta thấy được thể hiện ở đây đó là cái ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy chế cơ quan đơn vị, báo cáo người thẩm quyền khi có hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan tổ chức, bảo vệ bí mật nhà nước. Thì thấy nghĩa vụ này nó thể hiện rất là rõ trong hoạt động bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả. Thì chúng ta thấy mỗi cán bộ công chức phải nâng cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, chấp hành lao động giờ giấc việc làm đấy. Chúng ta thấy tổ chức kỷ luật rất quan trọng, phải giờ giấc, chúng ta thấy là đi sớm thì đúng giờ, đúng là đi sớm về muộn, còn chúng ta đừng lại đi muộn về sớm. Rất nhiều cán bộ công chức chúng ta thấy lợi dụng, ta thấy 8 giờ vàng ngọc đấy, ta thấy là chưa phát huy vai trò, thì chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật đầu tiên, giờ giấc làm việc kỷ luật. Thì cán bộ công chức ta thấy rõ ràng là những người giải quyết công việc thường xuyên cho người dân, mà thấy đi muộn về sớm chẳng hạn, đúng không, thì chúng ta hay là tình trạng mà đầu năm bao giờ thủ tướng cũng chỉ đưa ra các quy định đấy, rất là rõ, không được đi đi chùa hay là đi tham quan vào trong cái giờ hành chính đấy. Nhiều đơn vị cơ quan là thấy là bỏ cả cả chống cả cơ quan mà không làm việc vào trong những ngày hành chính đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Thì
Rõ ràng tôi thấy là cái vai trò công chức rất quan trọng, giải quyết công việc thường xuyên của dân khi có yêu cầu giải quyết về mất trộm hay là về các vấn đề mà thế về đăng ký kết hôn, khai sinh khai tử chẳng hạn. Và tôi thấy là các công chức không có trong cơ quan đơn vị đó, đúng không? Không có, nhưng mà chấp hành nội quy quy chế hoặc là cơ quan là như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là gì, công việc của nhân dân không được giải quyết, đúng không? Thì đó, để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, phát huy cái khả năng tự kiểm tra giám sát các công chức, thì chúng ta thấy trong luật này đã quy định rất rõ là các công chức bị trách nhiệm phải có sự báo cáo với người thẩm quyền khi mà phát hiện những cái công chức vi phạm. Và mặt khác thấy do tính chất hoạt động của cán bộ của công chức là trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, như thầy nói trực tiếp giải quyết công việc của người dân, đúng không? Thì chúng ta thấy là khi công vụ lên có những cái hoạt động mà liên quan với vấn đề nước, về an ninh quốc gia hoặc là quốc phòng đấy, thì cán bộ công chức phải nhận rõ, nhận thức rõ điều này, không được làm tiết lộ bí mật nhà nước ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia, của dân tộc cũng như quyền lợi của nhân dân. Thì cái nghĩa vụ này nó thể hiện rất rõ cái trách nhiệm của công chức. Đầu tiên là cái chấp hành giờ giấc làm việc, ý thức tổ chức nội quy quy định cơ quan, đúng không ạ? Rồi khi mà thực hiện công vụ thì phải có trách nhiệm báo cáo người thẩm quyền đấy, và trong hoạt động những nhiệm vụ được giao và gắn với hoạt động về bí mật nhà nước thì phải liên quan. Chúng ta thấy là phải nhận thức được cái vai trò của mình để không làm tránh, để làm tiết lộ cái bí mật nhà nước, đúng không, cho các thế lực thù địch, để ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân. Đấy, nghĩa vụ thứ ba ở đây trong cái nghĩa vụ về thực thi công vụ là chúng ta thấy là về chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực thi công vụ, giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thì chúng ta thấy trong hoạt động tổ chức của máy của nhà nước, chúng ta thấy rồi, đòi hỏi cái sự phối hợp rất rõ ràng, rất cao giữa các cơ quan, đơn vị, đúng không, để thực hiện rõ các thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Và với các công chức là những người được bầu cử thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đó, nó là thực hiện quyền lực công. Thực thi các công vụ thì họ cái sự phối hợp này cần cái sự hài hòa, đảm bảo cho cái công việc giải quyết nhanh chóng, đúng không? Thì cán bộ công chức chúng ta thấy là rất là rõ ở đây phải thể hiện trách nhiệm của mình, đúng không, phát huy cái tinh thần trách nhiệm trong công việc đấy, nói đi đôi với làm, và phải thể hiện cái sự đoàn kết để cùng nhau giải quyết công việc chung của nhân dân. Và như vậy thì cái việc chủ động phối hợp để giải quyết nhanh chóng kịp thời cho người dân, ta nhớ là bổn phận và trách nhiệm, và sự giữ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị là cái yêu cầu bắt buộc rất là rõ, đúng không, để giúp cho hoạt động công vụ được diễn ra thuận lợi, đảm bảo hoạt động đó được thông suốt, được thường xuyên trong hoạt động cả nước. Nếu mà tôi thấy cái nội bộ mà lục bục và đùn đẩy chắc công việc thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thực thi công vụ, các giải quyết công việc của người dân đó. Thì chúng ta thấy cái nghĩa vụ này yêu cầu đặt ra với các công chức phải tuân thủ, đúng không ạ? Cái nghĩa vụ thứ tư, nghĩa vụ về bảo vệ, quản lý và chấp sử dụng hiệu quả tiết kiệm nhà nước được giao, những cái nghĩa vụ này thì ta thấy được thể hiện ở đây các công chức được tạo điều kiện, đúng không, đảm bảo các điều kiện về vật chất, đúng không, về cơ sở máy móc thiết bị đấy, ta thấy từ phòng ban, từ máy tính, ta thấy cơ sở vật chất, thậm chí là liên quan cả văn phòng phẩm trong việc thực hiện đấy, nói chung được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất hay phương tiện đi lại đấy, rồi trong thực hiện các nhiệm vụ của mình. Thì những cái điều kiện về cho thấy cơ sở vật chất đó là cái tài sản nhà nước, tài sản nước đấy rõ dân đóng thuế mà. Đấy, chúng ta luôn nhớ là như vậy, đúng không? Thì trách nhiệm ở đây với các công chức là chúng ta có trách nhiệm giữ gìn bảo quản, để không làm thất thoát hay là mà hư hỏng, đúng không ạ? Với các tài sản mà nhà nước giao cho, hay là lợi dụng tài sản của nhà nước để sử dụng vào việc cá nhân. Đấy, tình trạng mà chúng ta thấy dùng xe công đi đưa vợ con đi chợ vào đón tận sân bay, hay là đi chùa đầu năm như này, chúng ta thấy đấy là vi phạm về cái nghĩa vụ này rồi, đúng không? Không sử dụng tiết kiệm hiệu quả hay lãng phí tới từ điện nước vậy trong cơ quan, đơn vị. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Cái nguyên tắc thứ năm, chúng ta thấy là nguyên tắc ở cái nghĩa vụ thứ năm là chấp hành quy định cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quy định đó trái pháp luật thì phải báo cáo kịp thời văn bản với người ra quyết định. Nhưng mà trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì có văn bản là người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp để của người ra quyết định đó, đúng không? Và người ra quyết định đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật quyết định của mình. Thì cái nghĩa vụ này nó ràng buộc rất là rõ. Chúng ta thấy trong thực hiện các hoạt động công vụ, nó quay lại với nguyên tắc về tập trung dân chủ ở trên trong hoạt động của máy cơ quan nhà nước, đúng không? Đồng thời cũng là sự phân công phối hợp, ta thấy phân cấp trong thực thi công vụ, đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ, hay là về liên quan đến vị trí tiêu chuẩn chức danh việc làm của từng cơ của cán bộ công chức, đúng không? Thì được khi mà các công chức được phân công nhiệm vụ được giao của cấp trên đấy, đúng không, thì phải chấp hành quyết định cấp trên, nó là phải được chịu trách nhiệm phân công, và nó giúp cho cái hoạt động cơ quan nhà nước đó được đảm bảo tính kỷ cương. Nhưng bây giờ được các quy định đưa ra
cấp trên phân công cho cấp dưới mà không nhận làm, thì chúng ta thấy là nó không đảm bảo cái tính kỷ luật kỷ cương được. Nhưng đồng thời chúng ta thấy là khi cấp trên giao cho công chức với tiêu chuẩn chức năng nhiệm vụ đúng không, thẩm quyền tiêu chuẩn, không có nghĩa là chúng ta thấy họ phải chấp hành hoàn toàn trong các quy định đó. Nếu mà quyết định đó nó mang tính sai đúng không, nghĩa là các quyết định đó nó không nó đâu đó nó không không thể hiện đúng cái công việc, đúng cái tiêu chuẩn thực hiện công việc được giao, mà quyết định đó nó mang tính ý chí chủ quan hay ý chí cái việc chủ dập của những người đứng đầu các cơ quan đơn vị, đấy, họ làm quyết định đó nó vi hiến, nó sai các quy định pháp luật của thẩm quyền đấy, thì chúng ta thấy khi mà phát hiện thì thấy rằng những quy định đó của cấp trên mà trái pháp luật thì nghĩa vụ của công chức ở đây phải báo cáo văn bản với những người ra quyết định. Và trường hợp mà người ra quyết định đó họ vẫn quyết định thì bắt các công chức đó phải thi hành, thì chúng ta phải có văn bản và người thi hành pháp luật thi hành đó vẫn phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm hậu quả đó đúng không, và đồng thời phải báo cáo cấp trên ra quyết định đúng không, và người ra định phải chịu trách nhiệm quyết định này. Thì cái yêu cầu nghĩa vụ này đặt ra sẽ đảm bảo cho các công chức đó khi mà bị ép mà cấp trên yêu cầu phải thực hiện những công việc mà trái pháp luật đúng không, đảm bảo ta thấy là tránh cái việc mà oan sai trong thi hành, mà chúng ta khi thực hiện công việc đó nó trái quy định thẩm quyền đó, thì cái nghĩa vụ này chính là nó giúp cho các công chức khi thực thi công vụ đầu tiên là phải chấp hành quy định cấp trên, nhưng những quy định trên đó trường hợp mà giả sử sai đúng không, sai quy định trái quy định pháp luật thì hoàn toàn chúng ta được bảo vệ, thấy khi đó pháp luật sẽ bảo vệ rất rõ với những người mà thực thi công vụ đó mà họ không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cái thi hành đó đúng không ạ. Và cái nghĩa vụ cuối cùng là nghĩa vụ mà chúng ta thấy là nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. Bao giờ nếu các em thấy bao giờ là cái thì ra đây là quy định mở, đặt ra thầy mới nói vui là bí người ta gì cái khác, thì quy định khác ở đây trong cái hoạt động công vụ là gì, trong trường hợp mà tùy theo hoàn cảnh cụ thể theo quy định pháp luật được giao thì thấy những cán bộ chức những người đứng đầu đấy sẽ giao những thực hiện các nghĩa vụ khác nó phù hợp theo đúng quy định, các nghĩa vụ mà được phân công hỗ trợ đồng nghiệp hay là các nghĩa vụ trong đảm bảo theo thực hiện theo đúng thẩm quyền. Thì đây là các nghĩa pháp thì nó sẽ trong văn bản liên quan phân công công việc mà của cấp trên cho cấp dưới, thì chúng ta có hiểu qua hai cái nghĩa vụ ở đây của các công chức với đảng nhà nước nhân dân và nghĩa vụ các công chức trong thi hành công vụ. Thì chúng ta thấy là với quy định như trên ấy, chúng ta thấy là sẽ giúp cho với hai nguyên tăng ở với hai nghĩa vụ này ấy, thì giúp cho các công chức chúng ta thấy là phải chấp hành đúng là đường lối chủ trương trong hoạt động quản lý nhà nước của mình, hay hoạt động tham mưu xây dựng chính sách, hay là trong hoạt động thực thi công vụ của mình phải tôn trọng lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời trong hoạt động công vụ của mình thực hiện đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao và ý thức tổ chức quyền lần trong hoạt động đúng không ạ, rồi có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà nước và người ý thức trong cái việc mà liên quan phối hợp trong thực thi công vụ, đảm bảo trong trong việc thực thi đó đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hành. Đấy, còn các quyết định mà cấp trên mà chúng ta thấy là trái với luật mà chúng công chức phải vẫn phải thực hiện, thì luật này các nghĩa vụ này nó sẽ đảm bảo chúng ta thấy là sẽ giúp cho các công chức được bảo vệ đúng không, với các quyết định và trái pháp luật của cơ quan cấp trên. Cái điều các nghĩa vụ này sẽ giúp cho các công chức phải ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ công vụ, đầu tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành đường lối chủ trương của đảng đúng không ạ, pháp luật nhà nước đấy, và thực hiện đúng bổn phận trách nhiệm trong hoạt động thi vụ được quy định trong luật các công chức 2008 và số 219. Thì trong buổi tối hôm nay thầy đã bao quát những nội dung cơ bản gắn giải thích cho em kỹ hơn, vì đây luật công chức là cái luật quan trọng và sẽ có trong đề thi của chúng ta trong các nội dung trong cái chương 1 và các điều 2, 3, 4, 5 với chương 2 thì chúng ta đã đi trao đổi với các em trong các điều 8, 9, 11, 12 đúng không? Thì ở 9.11 chúng ta thấy là đây những cái phần mà thầy đánh giá nó quan trọng vào trong đề thi để chúng ta học kỹ hơn. Đấy, như trên đề cương thầy đã gửi mà thầy muốn phân tích kỹ để với nội dung như thầy đánh giá là sẽ có câu hỏi gắn với luật các môn trước trong bộ đề của chúng ta để chúng ta được học hiểu kỹ hơn trong từng nội dung với bộ luật môn trước 2008-2019 này. Nhưng còn những cái phần còn lại thì buổi tối mai thầy sẽ tiếp tục để hoàn thiện trong cái phần giới hạn của luật công chức 28/19 em nhá. Đấy, chúng ta còn các cái điều còn lại trong cái điều 12, 13, 14, 15, 16 thì ra bản chất là gắn với quyền và công chức, liên quan về văn hóa, đạo đức công vụ đấy, còn liên quan đến việc cán bộ chức nào, còn liên quan về phần về khen thưởng, xử lý kỷ luật, thời hạn, thời hiệu, xử lý kỷ luật đối với cán bộ chức. Đấy, trong buổi tối ngày mai thì sẽ cố gắng để đảm bảo cái nội dung
phạm vi cái phần kiến thức của luật công chức hải tạo số 9 trong phần giới hạn ôn tập của em. Cảm ơn em đã tham dự vào tối nay, ta hẹn gặp nhau vào tối mai trong phần còn lại của luật công chức em nhé. Thầy xin phép tắt máy và sau đó thì thầy sẽ up cái video bài giảng lên lớp để em được học lại, nghe lại những nội dung kỹ hơn, đối chiếu các phần cấu trúc đồ cương mà thầy đã gửi trước đây cho em. Cảm ơn em rất nhiều.